Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 2, trang 29, sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện các câu nói sau. Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỷ lệ với các số 8, 9, 10. Thì ở đây các bạn nhớ lại cho cô chú ý ở trên. Khi mà chúng ta có dãy tỉ số A phần 2 bằng B phần 3 bằng C phần 5 thì ta cũng có một cách viết khác đó là A chia B chia C bằng 2 chia 3 chia 5. Nói một cách khác đó là ta có 3 số A, B, C tỷ lệ với các số 2, 3 và 5. Có nghĩa là khi mà để bài cho 3 số A, B, C tỷ lệ với 2, 3, 5 thì chúng ta sẽ viết dưới dạng tỷ số được là A phần 2 A phần 2 bằng B phần 3 bằng C phần 5. Như vậy đề bài cho số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C tỷ lệ với các số 8, 9, 10. Thì nếu như vậy thì ta sẽ có số học sinh lớp 7A trên 8 bằng số học sinh lớp 7B trên 9 bằng số học sinh lớp 7C trên 10. Để đơn giản hơn thì chúng ta sẽ đi gọi số học sinh của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z. Sau đó thì chúng ta sẽ có là x trên 8 bằng y trên 9 và bằng z trên 10. Như vậy chúng ta có lời giải chi tiết như sau. Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7b 7c lần lượt là x y z đơn vị là học sinh thì theo giả thiết ta có dãy tỉ số sau đó là lớp 7A, 7B, 7C tỷ lệ với 8, 9, 10 Thì có nghĩa là x trên 8 bằng y trên 9 và bằng z trên 10 X là 7A, 7B và 7C như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 2, trang 29, sách giáo khoa, tuần 7, tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.